Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 11 tháng 9 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng khí quyển có độ bất ổn định và xáo trộn không khí mạnh do chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới được nối với vùng thấp đang hoạt động ngoài Biển Đông và có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, khiến cho các tỉnh ven biển Trung Bộ thời tiết có sự phân hóa nhất định. Đới mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc Trung Bộ, khiến cho nơi đây xuất hiện mưa nhiều hơn với lượng cũng lớn hơn, thậm chí một số nơi còn có thể có lượng mưa dông khá lớn, nên bà con các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và kéo dài cho đến tận cả Thừa Thiên Huế cần phải đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Trời có mưa nên nền nhiệt cũng sẽ tiếp tục giảm xuống, nhiệt độ cao nhất trưa nay tại các nơi đều dao động và phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Với các tỉnh phía Nam, mưa đã bắt đầu có xu hướng giảm hơn về lượng do chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Tây Nam ở rìa phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới. Chính vì vậy mà nền nhiệt nơi đây cũng không có sự khác biệt nhiều so với khu vực các tỉnh phía Bắc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh đều đạt và dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ, thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Nằm ở rìa phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới nên các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được đới gió Tây Nam đẩy một lượng hơi ẩm đáng kể từ biển vào cho đất liền. Kết hợp với nền nhiệt sẵn có nên thuận lợi cho mây đối lưu phát triển mạnh trên khắp cả khu vực. Mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi và tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian từ chiều tối cho đến đêm. Trong đó một số nơi vẫn xảy ra mưa với lượng lớn kèm theo dông mạnh gây ra nguy hiểm tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển miền Tây như là Kiên Giang, An Giang, Cà Mau và cả Bạc Liêu cũng như là phía Bắc của miền Đông như là Tây Ninh và cả khu vực Bình Phước. Do ban ngày mưa giảm đáng kể nên nhiệt độ vẫn nhích lên và dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ở mức là sấp xỉ 32 độ. Còn tại Tây Nguyên, trên khắp khu vực trời nhiều mây và đôi lúc vẫn có mưa nên nhiệt độ hầu hết các nơi đều không vượt quá mức là 30 độ, trời mát mẻ. Trong khi các tỉnh miền Trung và miền Nam thời tiết khá mát mẻ với những cơn mưa dông trải khắp mọi nơi, thì tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, do nằm ở rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa Tây Nam của khối không khí mát có nguồn gốc lục địa suy yếu, nên thời tiết trên toàn khu vực vẫn tiếp tục là ít mưa. Sáng sớm tại nhiều nơi trời còn se lạnh, nhưng càng về trưa, trên khắp mọi nơi trời bắt đầu có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh phổ biến dao động dưới mức là 33 độ, trời còn khá dễ chịu. Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là khu vực vùng núi, vừa chịu nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra, có thể nhanh chóng khắc phục để sớm ổn định cuộc sống, trước khi một đợt mưa mới lại xuất hiện tại đây. Chuyển sang những thông tin trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, trên biển trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực Bắc và cả giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, tồn tại những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông mạnh, làm cho tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km. Trong cơn dông, cần phải đề phòng với hiện tượng tố lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, tại đây thì tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần phải đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió thịnh hành hướng Tây Nam, cấp 5, có lúc là cả cấp 6. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 11 tháng 9 của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc may mắn. Thank you.